nãy giờ em cũng chạy nguyên một vòng bến xe cho các anh xem rồi ha. Đó, bữa nay em chỉ có 5 thùng chim thôi, rồi chút xíu em ra chim cho mấy anh xem ha. Hello, như các anh cũng thấy hồi sáng nay em đi lấy chim sớm, các anh cũng thấy rồi, nó có một cái chuyện lạ mà hôm qua em định nói với mấy anh mà em lại quên mất tiêu. À, cái gì đó, cái xe này nè, cái xe này bên em cái tên nó lạ lắm, chưa chở chim rồi chẳng làm gì hết, nó là xe khách nha, xe khách nhưng mà giờ nó tháo ghế ra hết rồi để chở chim không à. Đó, cho nên là ông bạn chạy xe, ông mới nói là có chim cứ lấy đi, cứ lấy thoải mái đi, ông chở cho, ông bao tiêu cho em. Đó, nó lạ vậy á. Đó, chim hôm nay là như cái clip ngày hôm qua em có nói là hôm nay là chim nam cá tin nha mọi người nha. Đó, rồi giới thiệu với tất cả mọi người, đây là cái tổ chim, đây rất là lạ, rất là đẹp ha. Chim là chim đuôi cụt cánh xanh ha, có người gọi đuôi cụt bụng đỏ, có người gọi đuôi cụt cánh xanh. Cái dòng này nó lớn lên nó rất là đẹp ha, nó nhiều màu sắc lắm. Đây là một tổ chim non, thì tổ chim non này giá là 800.000 nha mọi người nha, cứ 200.000 một bé, nguyên tổ là 800.000. đó, các anh cũng biết rồi, những cái con chim bội mà chim này nó lớn lên đó, thì em bán tới 600.000 một bé lận đó. Nhưng mà này chim non đó, hỗ trợ cho các anh tiền dế tiền cám ha. Anh em nào mà lấy nguyên tổ này em khuyến mãi cho mấy anh nửa ký cám nuôi cho nó tới lớn luôn. Rồi để đây chút xíu em sẽ cho nó ăn dế và cho nó ăn cám ha. Cám anh em chịu khó ngâm nước ấm ấm rồi nó nở ra rồi đút cho nó ăn ha. Rồi bây giờ em sẽ để em coi coi. Rồi từ trên dưới em sẽ ra trước ha. Hôm nay thì đó, nãy giờ em cũng tranh thủ em tắt nó ra trước, không phải là em tắt mà em cắt những cái băng keo trước ha. Rồi thì cái gì nè, đang định nói cái gì cũng quên mất tiêu rồi. À, hôm nay là ngày 6 tháng 6, hôm nay ngày rất là đẹp luôn, ngày 6 tháng 6. Hôm nay là than với lửa bên Nam Cá Tên nha, như clip ngày hôm qua em cũng có nói. Rồi, bé đầu tiên. Ủa, rất to nha, bữa nay chim rất là to, phải nói là to giống như chim bên đất nông á. Mà cái dòng Nam Cá Tên này thì các anh cũng biết rồi, nó rất là siêng hót, mau hót ha. Đó, chè than chống thì là 350.000 nha mọi người nha. Chim này em sẽ bảo hành móng nè, các anh xem kỹ giúp em ha, móng mạch mũi nè. Đó, rồi bé đầu tiên, bé số 1. Wow, cho ra đứng cầu tỉnh. Rồi bé số 1 nha. À, quên nữa, đây là cái con chim mái ngày hôm qua nè, hôm qua em còn sót lại chim mái. Rồi, một bé trống đầu tiên ha, giá là 350.000, than bổ trống nha. Bé đầu tiên là bé số 1 nha, em sẽ để theo cái số thứ tự, anh em nào mua chim gì thì cứ báo giúp em số thứ mấy. Wow, truyền xòe rất to nha mọi người nha. Có một cái cọng lông báo trống trên này rồi nè, chim là chim trống nha. Thôi, chim trống này thì giá là 450.000 nha mọi người nha, than truyền trống nha, là lưng nó cũng ra lông nè, 450.000. đây là bé này là ô thứ ba, xòe rất là to mọi người. Rồi, những cái con than này á, ở đây em bán là em chỉ bảo hành mắt móng mỏ tất cả mọi thứ đó, những cái lỗi đó thôi, còn mà những cái lỗi mà nó ngoài ý muốn thì các anh chịu khó, các anh nuôi các anh để ý ha, nó chịu khó nuôi để ý. Thì em có làm những cái clip mà hướng dẫn cho các anh nuôi những cái con chim bội hay những con chim truyền á mà chị nó bị tật lỗi á, thì các anh chịu khó xem cái clip đó giùm em ha. Rồi đây là cái con bội thứ hai bị mất móng ha, bắt ra là thấy rồi, nó bị mất một móng. Thì chim này nếu mà nó bị mất một móng thì em sẽ bán giá là 200.000 nha mọi người nha, cho anh em về thả vi nuôi hót, nuôi làm cảnh làm kiện gì đó. Nói chung chim rất là bự ha, xòe nè, mà nó bị gãy hết bên đuôi nè, xòe rất to luôn.
Rồi bé này em để ô thứ tư nha mọi người nha, ô thứ tư nha. Bé này mổ nhau hay gì đây, mổ nhau rồi. Mới tin luôn này, chắc trong thùng mổ nhau rồi. Rồi móng đầy đủ ha. Rồi bé này thì em để ô thứ năm, bé này móng móng đầy đủ hết, không bị gì hết, cũng tương đối chỉnh chim mà. Ra cái lên cầu đứng đó. Bé thứ năm nha mọi người nha, ô thứ năm. Mỗi con chim em bắt nó đều có những cái đặc điểm để cho mình xem hết rồi. Anh em nào mua thì chịu khó để ý những cái đặc điểm đó, nó bị mất móng hay là bị chày đầu hay cái mặt như thế nào, cái mũi như thế nào, các anh em chịu khó xem để ý giúp em ha. Bé này bắt ra hot luôn nè, trời đầu nhỏ xíu, đầu như chim mái, thành trống mà đầu như chim mái. Móng đầy đủ nha. Cái mùa này thì hồi bé này em để ô thứ sáu nha, nhớ nhắc em nha, ô thứ sáu nha. Cái mùa này thời tiết nó rất là nóng thì các anh chịu khó mua chim, các anh chịu khó nhớ về kiếm cái bình nước hay gì á, thả nó vô lòng xong đầu kiếm cái bình nước xịt tóc á, xịt xịt cho nó nha, đừng có đụng chạm nó nhiều, nó xịt cho nó mát mát chút xíu xong đầu để sâu để dế dưới cái đáy lồng cho nó ăn. Chim em bắt ra rất là khỏe ha, không có nào bị mà dạng như là ngày hôm qua thì cũng có mấy anh trai tâm sự với em là đi xe rồi sốc nhiệt rồi chim nó yếu, cũng có thể có những cái trường hợp đó, nhưng mà chim em về ở đây là nó rất là khỏe ha. Đây nè, thả ra nhảy ra mầm luôn. Rồi bé này ô thứ bảy ha, bé này ô thứ bảy, xòe to nha, bé này xòe to, chim bữa nay rất là lớn. Chim nam cá tiên bữa nay rất là lớn nha, lớn y như chim bên đất nông vậy đó, rất đẹp ha. Ô thứ bảy, ở đây bán chim không nhiều nhưng mà được một cái nó luôn có đều đều cho mấy anh. Wow, trời bé này như khủng long vậy, bự cầm chim bự chà bá luôn, nguyên cái nắm tay luôn. Bé này mặt mặt gấu ha, mỏ ngánh. Rồi móng đầy đủ hết. Rồi bé này ô thứ 8, nó đều có số thứ tự hết nha mọi người nha, chịu khó gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho em cái số nào cũng được cho nó dễ. Anh em dặn chim mà mua chim mà dặn gọi điện thoại xong rồi chắc cú rồi cứ nhắn lại cho em một tin đó, em phản hồi lại là tức là em có chim ha. Còn khi nào mà em không có phản hồi lại tức là em đã hết chim. Wow, bé này nó bị rất lông đuôi, rất là ngầu luôn. Mỏ ngắn ngủ nè, mỏ ngắn ngủ. Rồi bé này ô thứ 9 nha. Đó, chim này xòe rất to nhưng mà nó bị rớt lông đuôi ha. Chim này 300.000 thôi. Đó, bị rớt lông đuôi vậy á. 300.000 phụ 50.000 trên vé cho mấy anh về nuôi cho nó ra lông luôn. Bé này dài lắm nè, thấy chim không? Bé này rất là dài ha, lông đuôi nó hơi cũ thôi. Đó, rất đẹp luôn. Chim bữa nay là mặt mũi đầu rất là đẹp ha. Và các anh cứ để ý, mặt con nào cũng như nó giống giống nhau đó. Rồi bé này ô thứ 10. Rồi bây giờ tới con này. Ủa nói có lửa nữa mà không biết, nãy giờ chưa thấy lửa đâu á, hai thùng than rồi. Nãy giờ là 9 bé nha mọi người nha, 9 bé thì có 8 chim bội, 1 chuyền trống. Tay mới bôi thuốc rồi sao bắt chim về con nào nó không dạng. Đây chim mái mọi người ơi, chim mái chuyền. Rồi giữ chưa, mái chuyền đầu tiên 250.000.
Đây máy truyền luôn mọi người. Chim này truyền luôn nhá. Ôi, hai bé truyền rồi. Ủa, đâu hết rồi. Nó nằm hết bên này. Ô bé này máy bội. Bội thì 150 ngàn nha. Bội 150 ngàn nha. Tạm thời em để chung với cái con chim trống này. Máy bội là 150 ngàn. Em để chung với bên trống bên này đi. Tại vì chút xíu học này em ra những cái con chim chích cờ lửa. Nghe nói là hôm nay đuôi nó cũng dài lắm, mà không biết là dài bao nhiêu. Này giống trống nha. Sao để thùng máy mà giống trống vậy? Giống rất, phải nói rất giống trống nè. Ra đồng báo rất là nhiều luôn. Chim này chắc để nuôi. Cái mặt này mặt trống chứ không phải mặt mái nè. Lông lưng quá trời nè. Thôi, hai bé. Bé này là bé chuyền thứ ba nha. Để ở dưới cuối đi. Chim này chưa biết chống mái đâu. Lát em hỏi lại. Nhiều khi anh em thảo bẫy người ta cũng dễ đưa lộn lắm. Đưa lộn là chuyện rất là bình thường ha. Nó để đóng lộn, nó đóng thùng. Thôi, đây là bội. Máy bội ha, 150 ngàn. Nãy giờ mấy bé này không biết, nó không nhớ nữa. Đây truyền máy nè, bé này truyền thì bé này máy thì nhìn nó rất là rõ rồi ha. Rồi, truyền máy. Em thả nó vô chung cái hộp này đi để em ra mấy bé chích cái lửa. Hình như hết. Hết rồi mới dám để cửa như này chứ không thôi là nó lên 9 tầng mây rồi. Rồi bây giờ tới lửa nè mọi người. Hôm nay tự nhiên không có hứng thú nói chuyện. Bữa nay nói chuyện nó không có được hay. Để xem coi. Wow, bé là đuôi dài nha. Mũi rất thông. Rồi, để em đo đuôi ra. 18.7 nha mọi người ơi. 18.7. 18.7 bé đầu tiên. 500 ngàn nha. Chim nam cách tên nha. 18.7, 500 ngàn. Rất đẹp luôn. Rồi, bé đầu tiên nha. Anh nhớ để giùm em ha. Bé đầu tiên em để bên học bên tay trái ha. Bé đầu tiên. Bữa nay không có nhiều chim chích chờ lửa đâu, hình như ngày mai có nữa. Bữa nay thợ đi đánh nữa rồi, mà không biết là chiều nay có kết quả gì hay không. Wow, bé này đuôi rất là dài nè. Đuôi rất là dài ha. Mũi rất thông. Mỏ ngắn. Mỏ ngắn ngủn luôn. Bé đầu tiên rồi nha. Bé này bé thứ hai nè, để em đo đuôi. Lâu lâu em tạo xịt căng đan cái. Đây là 19 năm nha mọi người nha. 19 năm ha. Giá 800 ngàn. Chim rất mập. Rồi 19 năm là em để học thứ hai nha mọi người nha. Học thứ hai nha. Ở ngay giữa nha. Bên kia là cái con thang máy. Wow. Đuôi bao nhiêu đây? Móng đầy đủ hết nè. Ô, mũi thòng ghê chưa? Kế bên nhà em có thằng bị điên điên. Cùng cùng. Sáng sớm nó cho nghe nhạc nhạc gì đó.
Đây 19 8 nha. Cũng 800 ngàn luôn nha mọi người nha. 19 8 mà đuôi nó hơi bị tươi tươi như thế này nè. 800 ngàn luôn nha, bé thứ 3. 19 8 19 5 gì nó bằng nhau hết nha. Nghe nói có bé đuôi dài lắm mà không biết đâu. Nãy giờ em đang tìm mà sao nãy giờ không thấy đâu. Chắc là bé này quá. Đây. Đó, bữa nay có 4 bé nam cá tên thôi. Móng đầy đủ hết nha. Wow. Đó đuôi coi, cái bé độc nhất nè, cái bé cuối cùng nè, nghe nói là đuôi dài. 20.05 nha. 20.05 nhưng mà nó bị so le ha mọi người ha. Đây là nó so le tí xíu nè. Chim đuôi 20.05 ha. Đuôi 20.05 bị so le, giá 1.2 nha mọi người nha. 1.2. Rồi bữa nay có 4 bé à. Hết rồi. Lắc bầu cua rồi mà không thấy gì hết. À 1 2 1 2 3 4. Đó chỉ có 4 bé thôi nha. 4 bé chích cho lửa, còn than thì cũng tương đối nhiều ha. 9 chim trống và 5 6 chim mái gì đó. Nãy giờ em ra mà em cũng quên, em không có kiểm lại. Rồi bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo vào ngày mai. Hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi.